Thưa quý vị, không học phí cũng chẳng cần phải có giấy chứng nhận. Lớp học không đồng của Hội Phụ Nữ phường Hà Châu 2, quận Hà Châu, thành phố Đà Nẵng cứ thế sáng đèn vào những ngày cuối tuần. Nơi đây không chỉ giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn được ôn tập trao dồi kiến thức, mà còn là điểm vui chơi bổ ích dành cho trẻ em trên địa bàn phường. Đều đặn vào chiều tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, căn phòng nhỏ tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng phường Hải Châu 2 lại mở cửa đón học sinh. Với đủ độ tuổi khác nhau, từ lớp 1 đến lớp 5, các em theo học ở đây chủ yếu có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học thêm ở các trung tâm hoặc thuê gia sư riêng. Khi con đến với lớp học này, các cô dạy con môn toán, môn tiếng Việt và các hoạt động trải nghiệm và con rất là thích. Hoàn cảnh của tôi cũng khó khăn, không cho con học ngoài được hết được. Mà có mấy cô ra dạy cho con thêm nhiều chữ dễ hơn cho nên là nói chung là rất là cảm ơn mấy cô ở đây. Với những người đứng lớp, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Xin chào hai chị, ngày hôm nay rất là vui được ghé thăm lớp học không đồng. Vậy thì lớp học của mình đã được mở từ khi nào ạ? Lớp học của mình thì được mở từ đầu tháng 6 năm 2022, năm ngoái đó. Thì lớp học xuất phát từ cái tình hình dịch Covid xảy ra là các em là được học online. Thì qua cái học online thì các em mắc một cái lượng kiến thức trên lớp học rất nhiều, thì cũng từ cái tình hình thực tế đó thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng mạnh dạn đề xuất với chỗ ủy ban và đảng ủy phường tham mưu là mở cái lớp học, và có chị Hiệp đây là giáo viên chính của lớp và được cùng với là tất cả các cô các chị là cán bộ hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cùng đồng hành trong cái lớp học này. Vậy thì cô Hiệp ơi, không biết là cơ duyên nào đưa cô đến với lớp học không đồng này? Trong khi cô đang giảng dạy ở trường còn đứng trước á, thì cô cũng có nguyện vọng là sau này mình về hưu á, là mình cũng mở một lớp ở địa phương mình, nơi mình sinh sống, mình giúp đỡ cho thêm học sinh. Còn không á, là mình về quê hương nơi mình sinh ra định mở lớp trong đó. Nhưng mà hôm đó thì cô Hải, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 2, lúc đó là cô mới vô hội ý kết hợp với nhau làm luôn. Và tôi được biết là lớp học này có các em thiếu nhi với độ tuổi cũng khác nhau. Vậy thì lớp học này được tổ chức thực hiện ra sao? Thật sự lớp mình là có nhiều độ tuổi khác nhau từ lớp 1 đến lớp 5. Về cái việc học tập mà giảng dạy cho các em trong một buổi dạy thì cũng khó, cũng vất vả. Cho nên là cô cũng phải lo chuẩn bị cái bài vở của mỗi lớp, mỗi khối là theo nhiều cái hình thức khác nhau. Ví dụ như các em lớp 1 thì cô sẽ chọn một cái video để cho các em học thuộc các bảng chữ cái, rồi các số từ 1 đến 100. Mà rồi bên ở lớp 2 thì cô lại chọn cái bài, cô photo bài, cô soạn các cái phần bài tập toán với tiếng Việt. Để đến lớp là cô sẽ cho các em làm bài kiểm tra trong 2 tuần vừa qua hoặc là trong tháng. Còn riêng các em học sinh lớp 3 thì cô lại cho các em bốc xăm, rèn đọc. Rồi bên đó là có cô Hải và bên đoàn thanh niên để hỗ trợ lắng nghe các em đọc sai chỗ nào, hoặc là nếu thiếu chữ, thiếu câu, thiếu từ thì các cô sẽ giúp đỡ sửa chữa. Bên cạnh đó còn học sinh lớp 4, lớp 5 thì cô có thể là vô một nhóm để giúp cho các em làm những cái dạng toán bài tập trực tiếp, gọi các em lên trên bảng để giúp cho các em làm, hỗ trợ các em làm tốt hơn. Thì dự định của hội trong thời gian đến trong việc duy trì lớp học là gì ạ? Về lâu dài, cái mong ước của tập thể hội thì cũng mong là cái lớp này kết nối được nhiều cái mạnh thường quân để hỗ trợ. Thứ nhất là các em nói thật là đều là những hoàn cảnh khó khăn, mong là các mạnh thường quân hỗ trợ cho các em có kinh phí để cùng với gia đình để cho các em tiếp tục tới trường. Xin cảm ơn những chia sẻ của hai chị và xin được chúc cho các chị em trong Hội Phụ Nữ Hải Châu 2 cũng như là các thầy cô giáo của lớp học này sẽ có thêm nhiều sức khỏe, nghị lực để tiếp tục mang đến niềm vui cho các em học sinh ạ.
Vậy thưa cô vị, những buổi học của lớp học không đồng bao giờ cũng kết thúc trong niềm vui của cô và trò như thế. Và hy vọng rằng sự đồng cảm, tình yêu thương dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các chị em trong hội phụ nữ cũng như là các cô giáo sẽ tiếp tục được lan tỏa hơn nữa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bởi đó không chỉ là nơi giao chữ mà đó còn là địa chỉ để kết nối những tấm lòng thơm thảo chung tay để giúp cho các em có điều kiện được tiếp bước đến trường.